Chào mừng bạn đến với Bukchon Hanok, ngôi làng cổ xinh đẹp giữa lòng Seoul. Bukchon Hanok, hay còn gọi là làng cổ Bukchon, là một trong những ngôi làng truyền thống hiếm hoi còn sót lại giữa lòng thủ đô hiện đại của Hàn Quốc. Những ngôi nhà Hanok cổ kính được xây dựng từ triều đại Joseon như đang kể lại câu chuyện lịch sử của một thời hoàng kim khi các quý tộc và quan lại còn sinh sống tại đây. Mái ngói cong vuốt, những chi tiết chạm khắc tỉ mỉ và kết cấu gỗ truyền thống đã tạo nên một bản vẽ vừa tinh tế vừa mạnh mẽ cho những ngôi nhà Hanok. Khi bước chân vào đây, bạn sẽ không chỉ được cảm nhận sự gần gũi của thiên nhiên mà còn là hơi thở của quá khứ được lưu giữ qua từng viên gạch, từng tấm gỗ. Dạo bước trên những con hẻm nhỏ quanh co của ngôi làng, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của du khách mặc hanbok, trang phục truyền thống của Hàn Quốc, tới đây ngắm cảnh và chụp hình lưu niệm bên những ngôi nhà cổ. Cảm giác như bạn đang du hành ngược thời gian, sống lại những khoảnh khắc xưa cũ của một thời kỳ vàng son đã qua. Không chỉ là nơi để khám phá kiến trúc, làng Bukchon còn là điểm đến để bạn trải nghiệm văn hóa truyền thống Hàn Quốc. Từ việc vẽ tranh dân gian, làm quạt thủ công, đến việc học cách gấp giấy Hanji, những hoạt động này sẽ đưa bạn vào thế giới của nghệ thuật và tinh hoa văn hóa được gìn giữ qua hàng thế kỷ. Mùa thu này, hãy ghé thăm làng Bukchon Hanok, khoác lên mình bộ hanbok truyền thống và cùng VTravel lưu giữ những khoảnh khắc thật đẹp giữa khung cảnh tuyệt vời này bạn nhé! Mời bạn khám phá hành trình Seoul, đảo Nami, thung lũng băng Obi, công viên Lotte World, làng cổ Bukchon, trải nghiệm câu cá trên băng Hwacheon Sanjoro, 4 ngày 3 đêm, khởi hành 30 tháng 1 năm 2025, giá từ 32.990.000 đồng. Đăng ký ngay tại travel.com.vn.